xử lý xong hố tử thần ở xã Quý Lộc, huyện Yên Định. Đã di rời đàn lợn ra khỏi xã Yên Tâm, huyện Yên Định. Mất lái xe con lao thẳng vào lan can cầu đoạn đường qua phường Tào Xuyên. Công an huyện Thiệu Hóa triệt phá đường dây trộm cắp xe máy quy mô lớn. Bị xử phạt, nam thanh niên manh động đấm chảy máu mũi cảnh sát giao thông huyện Hoàng Hóa. Sau đây là thông tin chi tiết. Tại hiện trường, đến thời điểm này, hố sụt lún đã được san lấp bằng vật liệu đá thải và đất sét gần đầy miệng hố. Rào chắn cảnh báo, cấm người và phương tiện giao thông đi lại trên miệng hố để theo dõi sụt lún cho đến khi có thông báo cho phép vẫn được Ủy ban nhân dân xã Quý Lộc giữ nguyên. Xã Quý Lộc đã thành lập ban giám sát cộng đồng công trình san lấp hố sụt lún và qua theo dõi, từ khi được san lấp đến nay, chưa có hiện tượng bất thường xảy ra nơi mới được san lấp. Rồi lãnh đạo địa phương của huyện, rồi là của tỉnh, là về chỉ đạo kịp thời thì lấp và động viên tinh thần nhân dân ở quanh vùng đây là an tâm, yên chí. Thì từ khi mà lấp này thì mới thấy là trước hết thay mặt cho người dân quanh vùng đây thì cảm ơn lãnh đạo địa phương, cảm ơn huyện ủy, ủy ban và cảm ơn các tỉnh, cấp bộ của tỉnh là tạo điều kiện cho người dân yên chí làm ăn. Trước đó, theo nhận định của các cơ quan chức năng và các chuyên gia về địa chất khoáng sản, hiện tượng sụt lún ở xã Quý Lộc, huyện Yên Định là do hoạt động của hang động cát tơ trong lòng đất. Sự vào cuộc chỉ đạo khẩn trương của tỉnh Thanh Hóa và các ngành chức năng đã giải quyết được tâm lý lo lắng hoang mang cho nhiều người dân. Hiện nay thì tầm độ khoảng 4-50 phân nữa, thì vì vừa rồi là có nước nó nổi lên, cho nên là nếu mà có nước thì cái sự đồng kết nó không tốt, cho nên chúng tôi đang tạm dừng lại đấy. Để cho nó rút, cho nó khô cái nước đi đã, rồi tiếp tục còn lại cái hố còn lại thì tiếp tục là chỉ đạo sẽ đổ tiếp. Thì đổ đến đâu thì như vậy là dùng máy lu lèn đến đấy. Có nghĩa là cho đến giờ phút này, tức là hôm nay là 4 ngày rồi, nhưng mà cái đắp đấy thì theo dõi thì cũng không có cái hiện tượng, tức là nó sụt lún tiếp nữa. Cũng qua theo dõi, việc san lấp hố đã không ảnh hưởng đến mực nước tại các giếng nước của các hộ dân khu vực lân cận. Do vậy, có thể khẳng định hiện tượng sụt lún chỉ mang tính cục bộ. Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã Quý Lộc tiếp tục duy trì lệnh cấm người dân khoan giếng, khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng nước tại các giếng đã khoan. Trong những ngày tới, xã Quý Lộc sẽ tiếp tục san lấp miệng hố, đổ bê tông và trả lại hiện trạng cho tuyến đường giao thông liên thôn bị sụt lở. Với quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công việc di chuyển đàn lợn tại trang trại chăn nuôi của công ty trách nhiệm hữu hạn PNT đã được công ty chuẩn bị khá chu đáo. Từ các thiết bị chuyên dụng vận chuyển đến công tác bảo vệ cho đàn lợn trong quá trình di chuyển, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Công ty đã hợp đồng với một trang trại ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để vận chuyển lợn giống đến đó tiếp tục chăn nuôi, duy trì đàn lợn giống. Từ ngày 4 tháng 11 đến nay, bình quân mỗi ngày công ty vận chuyển từ 4 đến 5 chuyến, trung bình mỗi ngày vận chuyển 120 con. Tính đến hết ngày hôm qua mùng 10 tháng 11, công ty đã vận chuyển được 666 con lợn nái, 18 lợn đực giống và 1.100 lợn con. Tuy nhiên, công tác di chuyển đàn lợn cũng gặp không ít khó khăn do hầu hết số lợn nái này đều đang trong giai đoạn sinh sản. Tôi cũng mong được là nhà nước, ban ngành, ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo tháo gỡ. Trong quá trình này thì chúng tôi còn đang tính đến các việc là tạo công an việc làm trên 60 nhân công lao động. Chúng tôi thấy những khó khăn này chúng tôi đang nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên là phần thu nhập đã không còn và việc tổ chức di chuyển thì cũng có phải trả nguồn kinh phí rất là lớn. Chúng tôi đã hết khả năng thanh toán. Trang trại nuôi lợn ở xã Yên Tâm được Ủy ban nhân dân huyện Yên Định cho phép đầu tư từ năm 2008, đi vào hoạt động từ năm 2010. Tuy nhiên, trong thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn PNT tại Thanh Hóa đã nâng quy mô chăn nuôi tại trang trại lợn Yên Tâm, nhưng các công trình bảo vệ môi trường chưa đáp ứng quy mô sản xuất, nên trong quá trình hoạt động đã để xảy ra ô nhiễm môi trường. Từ đầu năm đến nay, nhiều lần người dân xã Yên Tâm đã tập trung đông người trước cổng trang trại lợn Yên Tâm, yêu cầu phải di chuyển trại lợn đến nơi khác để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Vì vậy, việc công ty phải di chuyển đàn lợn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được người dân đồng tình ủng hộ.
Quá trình thực hiện di chuyển đã được sự giám sát của các ngành chức năng huyện Yên Định và người dân xã yên tâm. Vừa đây thì thấy công ty là thực hiện rất là nghiêm túc. Trước cái cam kết thì sau cái cam kết của 24 tháng 10 thì là cái cam kết là trang trại chuyển hết thương phẩm là phải nói là người ta làm trước cái kế hoạch. Đấy, sau khi mà không di dời cái lợn nái đi thì dân đồng khởi lên, thì đến lúc thực hiện cam kết đây thì đến khi di dời lợn nái thì trang trại cũng thực hiện rất là tốt. Hiện nay trong trang trại chăn nuôi lợn ở Yên Tâm, Yên Định vẫn còn hơn 600 con lợn nái. Theo công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công ty phải di chuyển hết đàn lợn trước ngày 15 tháng 11 năm 2014. Sau khi di chuyển hết đàn lợn, công ty trách nhiệm hữu hạn PNT cần tiếp tục thực hiện xử lý hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường, không để tình hình ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân xã Yên Tâm, huyện Yên Định. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 11, trên cầu Hoàng Long, đoạn qua phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn đã làm đoạn đường này bị ách tắc trong nhiều giờ. Khi đang lưu thông hướng Ninh Bình, Thanh Hóa, chiếc xe con mang biển kiểm soát 35C01841 đi với tốc độ cao khi chuẩn bị bước vào cầu Hoàng Long. Do không làm chủ được tốc độ, tài xế xe đã để xe tông thẳng lên giải phân cách của lan can cầu. Tại hiện trường, đầu chiếc xe bị bóp méo hoàn toàn, bánh trước phía bên phải bị bẹp rúm. Rất may vụ tai nạn không xảy ra thương vong về người. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc. Ngày 11 tháng 11, Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Việt, 43 tuổi, ngụ ở thôn Hưng Thịnh, xã Hoàng Lộc, huyện Hoằng Hóa về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, đối tượng này điều khiển xe máy biển kiểm soát 36L12046, không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu đi trên đường. Khi đến đoạn ngã tư Hoàng Lộc, Tổ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hoằng Hóa phát hiện ra nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng này không những không xuất trình giấy tờ mà quay ra chửi bới, lăng mạ các cảnh sát giao thông. Sau đó bất ngờ xông vào, đấm thẳng mặt chiến sĩ Tô Lê Trung, khiến anh Trung chảy máu mũi, ngã xuống đường. Cũng tại Thanh Hóa, vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, xảy ra vụ việc tương tự. Thiếu tá Ngô Hồng Hải của đội Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa bị một nam thanh niên vi phạm giao thông xô đẩy, dùng gạch đập vào đầu. Cuộc giằng co kéo dài và chỉ kết thúc khi thiếu tá Hải rút súng dọa bóp cò, nam thanh niên bỏ chạy. Đối tượng này sau đó cũng đã bị bắt giữ. Đường dây trộm cắp xe máy do Hồ Đức Thuật và Lê Văn Thời cầm đầu, tập hợp những thành phần có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy. Chiều ngày 11 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thiệu Hóa đã bắt giữ 7 nghi phạm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy, gồm Hồ Đức Thuật, 39 tuổi, Lê Văn Thời, 31 tuổi, Lê Đức Trung, 17 tuổi, Trịnh Thị Tình, 64 tuổi, đều trú tại huyện Thọ Xuân, Phạm Thị Nhung, 29 tuổi, Phạm Văn Tùng, 24 tuổi và Nguyễn Bá Thạch, 25 tuổi, đều trú tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Tại hiện trường, công an huyện thu giữ 8 xe máy tang vật cùng nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi phạm pháp của nhóm này như vam phá khóa, kìm cộng lực, mỏ lết, búa, rìu. Theo tài liệu của cơ quan công an, đường dây trộm cắp tiêu thụ xe máy này tập hợp chủ yếu những kẻ có nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma túy. Các nghi phạm này đã cấu kết với một số người ở các huyện khác để trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe máy, sau đó mang đi tiêu thụ ở nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh, thậm chí mang sang Lào. Từ tháng 6 đến nay, đường dây này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại nhiều huyện, thị, thành phố trên địa bàn Thanh Hóa. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.